Việt Nam, ngôi sao đang lên của châu Á, nơi những cơ hội mới đang chờ đón. Ngày 8 tháng 11 năm 2024, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 với chủ đề khai thông và bứt phá sẽ diễn ra tại Game Center, thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ những chuyên gia hàng đầu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ ngân hàng, quỹ đầu tư và các tập đoàn lớn. Khám phá bức tranh kinh tế 2025 đến 2027, phân tích xu hướng dòng vốn và cơ hội đầu tư mới. 4 phiên thảo luận chuyên sâu, bối cảnh vĩ mô và xu hướng dòng vốn, thị trường bất động sản và quản lý tài sản trong thời kỳ mới, nắm bắt cơ hội đầu tư đột phá trên thị trường chứng khoán. Năm 2024, những dự báo từ diễn đàn đã trở thành hiện thực, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội. Sự kiện còn là cơ hội để kết nối với CEO, nhà đầu tư và các chuyên gia đầu ngành. Đừng bỏ lỡ cơ hội đón đầu xu hướng đầu tư. Hãy tham gia ngay Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025. Đăng ký tại event.vietnammeet.vn để trở thành một phần của sự kiện đầu tư lớn nhất năm.